cuộc sống phiền não điệp chung, thong tay vào chợ ung dung, mới hay tâm cảnh tựu chung ở mình cũng là cảnh đó, cũng là cảnh đó, cùng chính tâm này, cùng chính tâm này, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Khi tâm chưa ra, khi tâm chưa ra, chỉ thấy muộn phiền, chỉ thấy muộn phiền. Đến khi chợt tỉnh cơn mê, mới hay đắc đạo nhất như tâm này. Tâm đạt bên giác, tâm đạt bên giác, chẳng còn phân biệt, chẳng còn phân biệt, còn đâu phân biệt mình người, còn đâu bia ngục vô dư niết bàn. Sống đi vào cuộc sống phiền não điệp chung, phiền não điệp chung, thong tay vào chợ ung dung, mới hay tâm cảnh tựu chung ở mình cũng là cảnh đó, cũng là cảnh đó, cùng chính tâm này, cùng chính tâm này. Thì đại ngộ, mê thì vô minh. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Khi tâm chưa ra, khi tâm chưa ra, chỉ thấy muộn phiền, chỉ thấy muộn phiền. Đến khi chợt tỉnh cơn mê, mới hay đắc đạo nhất như tâm này. Tâm đạt bên giác, tâm đạt bên giác, chẳng còn phân biệt, chẳng còn phân biệt, còn đâu phân biệt mình người, còn đâu bia ngục vô dư niết bàn. Bồ đề đích thị trần gian, đồng không ngoài tình cám vàng không ai. Bồ đề đích thị trần gian, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Tình thì đại ngộ, mê thì vô minh.
xin mời đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục vào cửa thứ năm của quyển Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất. Quyển sách này chúng tôi dùng để chúng ta học trong khóa tu, vì thời gian khóa tu là cái thời gian liên tục, một buổi học chúng ta đi một đoạn ngắn và chúng ta tập trung vào việc thực hành. Đến cửa thứ năm là cửa ngộ tánh luận. Hôm qua là phần mở đầu và hôm nay chúng ta đi sâu vào nội dung. Phần mở đầu hôm qua nhắc nhở khi tu chúng ta cần phải ngộ tánh, có nghĩa là nhận ra hằng sống với bản tánh, với chân tâm của mình. Và nếu được như vậy thì cái việc tu tập nó sẽ nhẹ nhàng và có kết quả. Còn nếu chúng ta không có biết về cái tánh, tức là cái chân tâm, cái cội nguồn mà phát sinh ra muôn pháp, thì trên tướng tuy tu nhưng mà đôi khi cái kết quả nó có giới hạn, chưa kể là đôi khi cũng không có kết quả, vì chúng ta không biết cái chỗ rốt ráo để mà hướng tâm về. Chúng ta đang học giữa chừng đến chỗ sự khác biệt giữa định của tiểu thừa và đại định. Đại định này chính chỉ cho cái việc trở về với chân tâm, sống với cái tự tánh định của chính mình. Với cái chủ đề giờ này chúng tôi đang ôn lại bài cũ, thì cũng thêm một chút để mấy huynh đệ hiểu rõ hơn. Tức là nếu là phàm phu, cái người chưa biết tu, thì thường chỉ một bề động, có nghĩa là khi tiếp xúc sẽ dính mắc lời nói, dính mắc thái độ, dính mắc hành động của người chung quanh. Và từ đó mình sẽ sinh ra tham, nếu nó hợp với cái bản ngã của mình, và sẽ phát khởi cái sự sân nếu nó có vẻ tổn thương theo cái vọng tưởng của mình. Và vì thế phàm phu có nghĩa là người chưa tu, chỉ một bề sống với cái động và tạo tác những cái động. Còn nhị thừa có nghĩa là chúng ta bắt đầu tu nhưng mà tu theo cái gọi là tinh thần của nhị thừa, là tinh thần theo nhân quả, theo tứ đế, cũng là pháp do chính Phật chỉ dạy, nhưng đó là pháp phương tiện thì chưa phải là rốt ráo. Thì các ngài lại một bề định, có nghĩa là sẽ chăm chăm giữ tâm mình để được định, còn phàm phu thì buông lung, cho nên tâm nó sẽ chạy tứ tung, khi tham, khi sân, và tán loạn, dính mắc cảnh bên ngoài. Như vậy, đó là hai cái lỗi mà khi tu thiền chúng ta phải biết. Chúng ta không tán loạn, buông lung như người chưa tu, chưa phát nguyện tu. Nhưng chúng ta cũng không kềm giữ như các vị tu theo nhị thừa. Bây giờ sẽ vượt qua hai cái lỗi đó
thì mới gọi là Bồ Tát, mới gọi là Đại Tọa Thiền. Khi trên văn tự nghe như vậy, không có nghĩa là mình sẽ đòi làm Bồ Tát, không phải. Nhưng chúng ta biết đi con đường đó sẽ tương đối thôi, chưa phải đến chỗ rốt ráo, thì có một con đường khác, có một cách điều tâm khác. Chúng ta nên nhớ Phật vừa thành Phật, Phật tuyên bố câu gì? Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh bình đẳng. Ta là Phật đã thành, mà các ông là Phật không những nói sẽ thành, mà thật ra chúng ta cũng từng đã sẵn là Phật. Nhưng mà vì chúng ta không biết giữ gìn thì mình lại phải bị đọa bởi cái vô minh của mình. Cho nên chúng ta vẫn có thể thực hành theo hạnh của các vị Bồ Tát để thiến tu. Thay vì phải thứ lớp thì chúng ta hãy lắng nghe cách hướng dẫn của Thiền Tông, hướng dẫn cho chúng ta vượt ra khỏi hai cái lỗi của buông lung mà hàng phàm phu vẫn làm, và một bề kềm khi phải gọi là thiền định của hàng nhị thừa. Đó là phần ôn bài. Và sự khác biệt như vậy là thế nào giữa tiểu thừa và đại định của hàng Bồ Tát? Một bên thì châm hẳm đè cho nó lặng, nhưng với định của tự tánh này thì nói, nín, đi hay đứng, nằm hay ngồi vẫn định. Làm sao định? Vẫn biết được ông chủ chưa bao giờ rời mình, ông chủ vẫn có mặt. Ông chủ đó chính là chỉ tạm gọi là chân tâm, tạm gọi là cái tâm bất sanh bất diệt. Nó không bao giờ rời mình và mình không quên nó. Tóm lại là không giây phút nào thấy vắng mặt ông chủ của mình. Sống với ông chủ chính là đang thực hành đại định. Đó, cái bài pháp trong thời gian mỗi ngày chúng ta học là vì chúng ta không đủ trình độ để có một cái nhìn rộng lớn, mà từng phần lần lượt thực hành để chúng ta thành tựu cái đại nguyện của mình. Vậy trước đây có nhắc quý vị cái cương lĩnh tu thiền biết có chân tâm. Khi còn sơ cơ, chúng ta sẽ thực hành cách quy sáu căn về chân tâm. Khi chúng ta còn chưa có đạo lực chưa mạnh, mắt thấy sắc thì là chúng ta làm sao không phải thuộc lòng để đọc câu đó, mà chúng ta thực hành để thấy rằng qua cái thấy này chính là sự có mặt của cái gì? Của chân tâm của ông chủ. Hay nói hẳn là một cái tâm bất sanh bất diệt, nó đang có một cái dụng để tiếp xúc với sắc qua con mắt của mình. Cái dụng của tâm của mình nó đang tiếp xúc với sắc. Và thay vì phàm phu sẽ qua cái sắc này để mà phê bình, lựa chọn, thì mình không dính mắc qua cảnh như vậy, mà chỉ hằng sống với ông chủ. Và cái sống này nhẹ nhàng hay phải kềm? Rất nhẹ nhàng. Nhưng mà dĩ nhiên mới đầu khi mình còn yếu thì mình cũng phải tập trung. Tập trung thì mới sống được với ông chủ. Còn không thì mình sẽ bị tán, bị lôi đi. Nhưng mà nên nhớ nhẹ nhàng chứ không phải là kềm. Thí dụ giờ này quý vị có cùng chúng tôi nhìn thấy bình hoa không? Bình hoa cúng dường pháp bảo. Mấy huynh đệ có nhìn thấy tôn tượng của Đức Bổn Sư không? Thấy. Nếu là phàm phu mình sẽ gá trên cái tướng của hình tượng đó,
để thấy à, tượng Phật như thế nào, mình thích hay không thích, à, tượng này nó khác cái tượng chùa khác như thế nào. Mình sẽ trụ ở trên tướng để sanh tâm. Nhưng khi chúng ta tập để có được cái định, gọi là đại định, thì chúng ta không chạy theo cảnh, không phân biệt như vậy, mà chỉ nhớ rằng có một cái gì đó đang tiếp xúc, phản quang quay lại để nhận thấy cái gì của mình đang tiếp xúc với cảnh. Và dĩ nhiên cái đó không cần đặt tên, nhưng mà vì mình con sơ cơ phải đặt tên để mình biết. Cái tiếp xúc đó chính là cái dụng của một cái tâm bất sanh bất diệt. Rồi chữ bất sanh bất diệt mình cũng phải tu nữa, để mình tin được nó không? Phải nó bất sanh bất diệt không? Đó, từng bước như vậy. Thì vì thế mà các vị thiền sư mà khi mà có đệ tử thì gặp, có thể hỏi có ông chủ ở nhà không? Để hỏi ông chủ của ai? Ông chủ của mình. Mình có thường hằng sống với ông chủ không? Hay là mình ở đây mà không có sống với chủ, mà sống với ai? Sống với lục tặc. Sau khi thấy rồi thì đang chê khen, sau khi nghe rồi thì đang có phản ứng. Đó, nhắc nhở mình như vậy. Và thưa đại chúng, hôm nay để ôn một chút, rồi chúng ta sẽ qua bài mới là ông chủ của mình không bao giờ vắng mặt. Có nghĩa là cái tâm thanh tịnh của mình không bao giờ vắng mặt. Nhưng cái dở của phàm phu là quên, không có nhớ ông chủ đó. Mà vì vậy nên tuy có ông chủ mà vẫn sống theo vọng tâm, vọng tưởng. Và cái thói quen đó đến độ hình như chúng ta tưởng chừng mình không có ông chủ, mình không có Phật, mà chỉ sống với giặc, sống với phiền não, với sân si và tạo nghiệp không dừng. Vậy hôm nay được nhắc nhở tất cả chúng ta đều có chân tâm Phật tánh bất sanh bất diệt, và chúng ta tập trở về nhận lại cái gia bảo này. Gia bảo tức là của báu ở trong nhà có sẵn. Vì thế khóa tu không lâu, nhưng nếu đại chúng nỗ lực, dù là nỗ lực thời gian ngắn nhất, nó vẫn có một hạt giống trí tuệ giải thoát mà mình tích lũy được. Còn nếu chữ buông lung thì mình không có phần. Mấy quý đệ biết tâm mình nó có một năng lực rất hay, là những gì mình quân tu được nó có giữ lại cho mình không? Có, nó giữ lại. Rồi lỡ mà mình có làm những cái điều mà sân si phiền não thì nó có giữ lại cho mình không? Cũng giữ luôn. Tại vì đặc tính của tâm có một cái đặc tính là lưu giữ. Vì cái lưu giữ đó mà có những người mình gặp rất lâu rồi, bây giờ gặp lại mình thấy quen quen, mình không nhớ rõ hết nhưng mà mình thấy quen quen. Và khi thấy quen quen như vậy, trong ký ức nó sẽ trả lời đó là ai. Chân tâm của mình, cái tâm của mình có một đặc tính là lưu giữ. Vì thế nếu mình tu giỏi, nó có lưu giữ không? Lưu giữ. Nếu mình liên tục thì cái lực đó nó sẽ mạnh, và nó sẽ giúp cho mình sống một cách tự tại hồn nhiên theo cái phong cách đó. Chuyện tu nó giống chuyện đời lắm, chứ không có khác đâu thưa đại chúng. Qua Mỹ ai cũng phải có bằng lái xe. Trước tiên mình có biết lái đâu, nhưng bắt đầu mình tập lái. Lúc đầu là mình chú ý, nhưng dần dần có cần chú ý không? Không. Tôi nhớ giai đoạn đầu tôi phải nhắc thắng. Trong đầu tôi phải có chữ đó đến gì, và phải tập trung thắng là bên phải hay bên trái. Cái chân của mình đạp qua bên phải hay bên trái? Phải chánh niệm. Vừa nhớ thắng mà phải nhớ cái luôn cái chân nữa, chứ đạp lộn một cái là đi đâu? Không biết đi đâu nữa. Đi đâu cũng chưa biết nữa.
nguy hiểm vô cùng. Và khi mới đầu tu cũng vậy, mình phải kềm. Nhưng mà cái kềm đó dễ đoạn đầu thôi, giống như tập xe đạp cũng phải kềm. Nhưng sau khi được rồi thì mình tự tại hồn nhiên, không cần lưu ý. Cho nên bước đầu cũng phải cẩn thận. Nhớ, tiếp xúc phải quy sáu căn về chân tâm. Mình phản quang để quay lại mình, để mình làm động tác đó. Phản quang là quay lại mình. Quay có phải là lấy kiến để soi lại mình không? Không, mà bằng trí tuệ mình thấy được mình giờ này trước bình hoa, cái gì đang tiếp xúc với hoa? Cái thấy. Và cái thấy này nó từ đâu? Nó từ mắt. Nhưng mà từ mắt này chỉ là bên ngoài thôi, chứ thật ra nó từ tâm. Và hình ảnh của chúng tôi chia sẻ quý vị là đèn đang cháy. Nhìn bên ngoài thì mình thấy đèn cháy từ bóng đèn. Nhưng thật sự bóng đèn không nó có sáng không? Không, mà phải từ dòng điện. Dòng điện để tượng trưng cho tâm của mình. Từ tâm qua mắt để biết thấy. Từ tâm qua lỗ tai để biết nghe. Và là phàm phu vừa nghe là dính mắt. Tôi thích câu này tại vì thương tôi. Tôi ghét câu này tại vì đang chê tôi. Hoặc dù không chê mà không khen tôi cũng không thích. Mấy cô đệ hiểu không? Cho nên đó là một con người buông lung tạo nghiệp. Vậy với đoạn này không nhắc đại chúng hôm nay tập phản quang. Đi đứng nằm ngồi, mình luôn luôn biết về mình. Cho tới cái bước chân là chuyện thường xuyên của mình. Thì bước chân đó phàm phu đi là đi, đi là đi bước tới. Nghĩa là bất phân thắng bại, có khi đạp đổ cái này đụng cái kia. Nhưng hôm nay mình đi trong tĩnh lặng. Mình ý thức cái biết đi này là cái dụng của cái tâm của mình. Cái dụng đó. Cho nên bài kệ trong buổi học ngày hôm qua chúng tôi tặng đại chúng, xin quý vị ghi nhớ. Tại mắt là biết thấy, tại tai thì biết nghe. Cái gì tại tai? Cái tâm thể của mình, cái chân tâm của mình. Mình tạm đặt tên như vậy, nhưng mình biết là cái đó đó. Nó không có tên, nhưng mà phải tạm đặt như vậy. Cái đó của mình hiển lộ qua mắt thì mình biết thấy, hiển lộ qua tai thì mình biết nghe. Và chúng tôi kết hợp lại với điện. Điện qua bóng đèn thì tỏa sáng. Nhưng điện qua cái quạt thì nó làm cái gì? Quay. Đó. Vậy thì cái sự chuyển động này chính là sự chuyển động từ điện. Qua sáu căn nó sẽ có những cái dụng khác nhau. Biết thấy, không phải mắt đâu, tâm đó. Qua tai biết nghe, qua mũi biết ngửi mùi, vân vân. Chúng ta tự thấy nó lúc nào cũng có mặt. Nếu chúng ta không nhận được ông chủ của mình, không nhận được cái nguồn cội đó, thì chúng ta sẽ dính mắc vào cảnh. Và khi dính mắc thì cái sáu cái diệu dụng, gọi là sáu cái thần thông của mỗi người, nó trở thành sáu tinh giặc, gọi là lục tặc. Vì nó sẽ làm cho mình khởi tham, khởi sân, rồi tạo nghiệp. Rồi không những khổ đau cho chính mình, mà là khổ đau cho những người chung quanh với mình. Chung quanh mình cũng khổ lây. Và tóm lại, biết sống với ông chủ chính là đại định. Đại định. Và cái định này không có kềm, chỉ là không quên thôi. Đó, thì mới đầu chúng ta phải hơi cố gắng một chút nha, của một người sơ cơ. Nhưng sau đó vì nó có sẵn, cho nên không có kềm. Và không phải tu lâu mới có, mà ai cũng có sẵn hết.
Người xưa đi cày đi cuốc vẫn định là vì không bao giờ vắng mặt ông chủ, gọi là đại định, chứ không phải ngồi rồi lặng mới là định, tâm nó lặng mới định, không phải như vậy đó. Và nếu nhận được cái cách tu này thì mới thấy sự cao siêu của loại thiền này. Còn nếu không nhận được thì sẽ mắc kẹt vào pháp thiền nhị thừa, rồi cứ chăm chăm kềm tâm. Đó. Cho đến có một câu chuyện mà chúng ta cũng được giới thiệu ở đây. Một vị thiền sư ngồi yên một chỗ, thì một vị sư huynh mới hỏi làm gì đó. Vị thiền sinh này liền trả lời ngồi chơi. Thì sư huynh liền bình, ngồi tức có làm. Tại vì đó cũng là đang dụng công ha, mà ngồi thì tức có làm. Làm là sao? Tức là có kềm. Kềm là có làm, và làm là có tạo tác. Cho nên khi mà chúng ta thực hành cái pháp thiền này thì không phải là không ngồi, nhưng mà ngồi chỉ là một trong những hoài nghi của chuyện tu. Ngoài ra đi đứng lao tác lúc nào cũng thiền, cũng trở về nhận ra ông chủ của mình, nhận ra cái dụng của cái tâm nó đang thể hiện. Vì vậy, cái người tu sẽ biết không lúc nào thiếu vắng ông chủ. Còn nếu mà mình không biết được thì mình đi tìm có thấy được không? Tìm sẽ kiếm không ra và không thể thấy nó. Giống như cái lời trình bày của ai trong buổi hôm qua, vua Dị Kiến đã nói rằng trẫm có cái chân tâm Phật tánh đó không? Khi mà hỏi trẫm có không thì tổ nói rằng có. Nhà vua thật thà nói sao trẫm không thấy. Thưa đại chúng, vì sao? Vì tìm trên tưởng. Mà phải tìm qua đâu? Thí dụ giờ này quý vị có nhìn thấy dòng điện không? Chỉ thử dòng điện coi. Không chỉ được. Nhưng mình biết có điện vì sao? Qua cái dụng của nó. Mình vào nhà mà bật một cái đèn thấy nó không cháy, mình cũng chưa vội nói là cúp điện, mà mình còn cẩn thận bước qua ngọn đèn thứ hai, bật nhiều ngọn đèn mà chỗ nào cũng bất động hết, thì mình biết là bị cúp điện. Bị cúp điện ha, chứ chưa hẳn là không có điện. Có điện mà vào cái nhà mình nó bị trở ngại gì đó. Cho nên thế nào là Phật? Khi vua hỏi như vậy mà tổ đáp thấy tánh là Phật. Thấy tánh chính là nhận ra ông chủ ha. Thầy thấy tánh chăng? Đáp: tôi thấy Phật tánh. Vua liền hỏi tánh ở chỗ nào? Như giờ này quý vị thử trả lời tánh ở chỗ nào. Chúng tôi hay dùng cái hình tướng để trình bày. Nói 6 chỗ chỉ gọi là tạm thời, nói 8 chỗ cũng chỉ là tạm thời. Ở chỗ nào? Chính là trùm khắp pháp giới. Nhưng mà chữ đó có thể vẫn phải nói thêm: trùm khắp ba cõi, ra khỏi ba cõi, trùm khắp ba thời. Không những hiện tại, quá khứ, vị lai, trùm khắp. Đó, cho nên hôm nay nếu có một chút nơi thân của mình mà mình cũng chưa nhận được ông chủ của mình thì sao đây? Mất gia tài rất uổng, để làm kẻ lang thang tạo nghiệp rất uổng.
À, thì thưa đại chúng, bài học hôm qua chúng tôi chỉ ôn một chút như vậy để đại chúng cố gắng trong khóa tu để chúng ta nuôi dưỡng cái đạo lực này, nuôi dưỡng cái sức tỉnh, cái sức tỉnh của mình không mê. Cho nên khi về đạo tràng là để nuôi dưỡng cái chuyện này, được nhắc nhở trên văn tự không đủ mà chính mình phải thực hành, hằng sống với nó, đi đứng nằm ngồi. Khi chúng ta về trú xứ của mình cũng được, nhưng trú xứ một mình thì không ai nhắc nhở, rồi cũng lơ là quên lãng. Còn nếu ở chung với những người không tu thì khi mình tu như vậy mà cái lực chung quanh nó không đồng hành với mình, đôi khi sẽ chướng ngại và đôi khi đạo lực của mình sẽ không được trợ duyên. Đó là lý do người tu nên nương theo đại chúng để cùng đồng hành. Giống như học trò, hôm nay tuy học trên online có học không? Có học, nhưng mà không có cái lực của tập thể, nó cũng lơ là. Trừ học sinh nào phải rất là dũng mãnh thì mới có kết quả, còn không cũng không bằng khi tập trung. Học cũng vậy và tu cũng vậy. Cho nên hôm nay đại chúng cố gắng biết được mình có chân tâm, và chân tâm đó lúc nào cũng hiện tiền, cũng có mặt, không lúc nào thiếu vắng. Cho nên khi mà chúng ta quyết tâm nhận được và sống với chỗ này thì bên ngoài có thể thấy mình có vẻ lên là không có vẻ tu, nhưng mà thực sự nóng lạnh tự biết. Mình sẽ tự biết mình đang làm gì, đang nuôi lớn cái gì cho chuyện tu hành của mình. Đi tới đi lui, chúng ta cũng hằng sống với cái thanh tịnh sẵn có. Còn nếu mình không biết điều này rồi đi tìm kiếm thì sẽ không thấy. Cho nên nếu mà chúng ta dụng công thì chúng ta phải phát nguyện và phải cố gắng. Và như chúng tôi nói, dù chúng ta làm được ít thôi, chưa có được liên tục, hay là cũng chưa có vững vàng lắm, nhưng mà có được cái hạt giống đó, chắc chắn mỗi ngày nó sẽ thêm vững vàng, mỗi ngày nó sẽ lớn mạnh trong cái sức tỉnh của mình. Và ở đây sẽ được giải thích như thế này. Giải thích là nếu mà đem tâm cầu pháp là mê, chẳng đem tâm cầu pháp là ngộ. Cái đề mục là như thế nha. Đem tâm cầu pháp tại sao là mê, mà không đem tâm cầu pháp là ngộ? Thì thưa đại chúng, sở dĩ chúng ta khó hiểu là vì cái căn bản mình phải hiểu pháp là gì. Đó, pháp là gì? Ở đây pháp có hai nghĩa. Vì chúng ta quen hiểu pháp là giáo lý của Phật, cho nên chúng ta sẽ nói đi cầu pháp là cầu dạy một cách tu nào đó, một phương pháp dụng công nào đó. Nhưng mà thật sự pháp chính là sâu sắc hơn, pháp chính là bản tâm, chỉ cho bản tâm, là pháp bản vô pháp. Thường thường cầu pháp thì lấy tâm cầu, nếu lấy tâm cầu pháp ấy là mê. Vì pháp là tâm thể thanh tịnh sáng suốt mà khởi niệm để tìm kiếm thì tâm mê làm sao tìm được. Cho nên nói đem tâm cầu pháp ấy là mê, và chẳng đem tâm cầu pháp thì chính là ngộ.
Vì đâu cần tìm. Mà nếu tìm có thấy không? Không. Vì cái tâm, cái bản tâm của mình, cái tâm thể của mình đã nói là thể thì vốn là không hình tướng. Cho nên mình không thể đem tâm để đi tìm mà thấy được nha. Mà rốt lại thì chỉ cần tỉnh sáng để nhận ra cái diệu dụng hiện tiền của nó. Đó, tỉnh lặng để nhận ra. Khi tâm không dấy niệm tìm cầu thì lúc đó tự nhận ra tức là ngộ. Đó, biết được mê ngộ là như vậy. Tới hôm nay, thưa đại chúng, trong pháp hội của chúng ta, mấy cô đệ có tin rằng mỗi người đều có chân tâm Phật tánh không? Tin không? À, và giờ này chúng ta còn biết thêm một bước nữa. Từ cái lời tuyên bố ban đầu của Phật, chúng ta biết thêm cái chân tâm Phật tánh đó nó có diệu dụng. Và diệu dụng đó đầu tiên là hiển lộ mấy nơi? Xin quý vị cùng trả lời, hiển lộ qua mấy nơi? Qua sáu căn. Qua sáu căn. Nhưng qua bài pháp mà chúng ta được nghe Tổ Ba La Đề trình bày với vua Dị Kiến thì có tám nơi. Đó. Nhưng mà chúng ta không phải để trả bài là tám chỗ hay sáu chỗ, mà chúng ta thật sự nhận ra nó. Thí dụ qua sáu chỗ, khi có lắc một tiếng chuông, Phật đang giúp chúng ta cái gì? Nhận ra từ nơi mình có một cái gì hiện tiền, nghĩa là xuất hiện để tiếp xúc với âm thanh. Đó, đó là một nơi thể hiện cái dụng của tâm qua sự tiếp xúc với âm thanh. Rồi chúng ta cũng từng quen thuộc trong nhà thiền giơ cành hoa sen lên để làm gì? Để khai thị cho chúng ta nơi mỗi người có một cái gì xuất hiện để tiếp xúc với sắc tướng này. Mấy người đệ nhận ra điều này không? Và sau đó không phải chờ cái tiếng lắc chuông nữa, mà chúng ta sẽ nghe âm thanh của mỗi người. Và thay vì chúng ta chạy bám theo âm thanh để sanh ra tham hoặc là sân, thì chúng ta là một hành giả trở về nguồn chân. Chúng ta chỉ nhận được, sống được với cái sẵn có của mình đang hiển lộ và tiếp xúc trong giây phút hiện tại. Chúng ta tập như vậy cho quen, cho có một cái năng lực. Sau đó thì tự động cái gì xuất hiện là nó liền biết một cách rõ ràng và kịp thời. Chứ còn mình có khi khi mê, khi tỉnh, khi biết, khi không ha, thì cố gắng khi tập thì mình sẽ có năng lực này. Và nếu chẳng mắc kẹt nơi văn tự thì gọi là giải thoát. Và chẳng nhiễm sáu trần thì gọi là hộ pháp. Đó. Vậy bây giờ giải thoát là sao? Sau khi giới thiệu chủ đề như vậy, phần nhiều chúng ta học kinh chấp vào văn tự cho nên không được giải thoát. Ở đây nói người học kinh mà không chấp vào văn tự là được giải thoát. Ở đây chúng tôi sẽ nhắc lại một thí dụ quen thuộc mà chúng ta ở trong Pháp hội Thiền Tông thường được nghe Hòa Thượng Tôn Sư chỉ dạy. Và sau đó mình có quyền lấy những cái thí dụ riêng của mình. Nhưng đây là cái thí dụ được chỉ dạy. Chúng tôi nhắc cho quý vị cùng nhau dễ hiểu. Ở trong Kim Cang có nói rằng độ chúng sanh. Khi nghe nói độ chúng sanh thì mình nghĩ độ chúng sanh là độ những người bên ngoài và được vào vô dư niết bàn. Thì khi nghĩ rằng độ người bên ngoài, được vào vô dư niết bàn, thì suốt đời mình sẽ cảm thấy tu khó,
làm sao độ cho người ta vào niết bàn, vào vô dư niết bàn được. Nhưng chỉ cần vì mình kẹt văn tự, mình không hiểu sâu cái ý nghĩa. Nhưng hôm nay mình biết độ chúng sanh chính là độ ai? Độ mình. Thì mình độ mình được không? Được. Làm sao để vào vô dư niết bàn? Mình làm sao cho tâm mình lặng. Mình không còn trụ, không còn chấp, không còn có vọng tưởng, mà lặng xuống. Thì đó chính là niết bàn, và chính là trạng thái giải thoát. Vậy chuyện giải thoát này mình có thể thực hiện được không? Được. Thì mình sẽ thấy đừng kẹt nơi văn tự, mà nhất là mình hiểu một cách quá cạn. Và như thế thì chúng ta có thể thực hành được, có thể thực hành được giải thoát nếu chúng ta không kẹt văn tự. Và không những trong kinh đừng kẹt văn tự sẽ giải thoát, mà nhất là trong đời thường. Mình có kẹt văn tự không? Mình lắng nghe coi người ta nói gì đó, mình có đồng ý hay không? Có phải đó là ý mong ước của mình không? Khác một cái, vì mình kẹt lên văn tự cho nên mình sẽ nổi sân. Dù là mình không muốn sân, nhưng mà nó cũng nổi sân. Vậy hôm nay tập không kẹt văn tự trong đời thường của mình. Nghe trở về với cái đang biết nghe. Và cái biết nghe đó nó không hề phân biệt tốt hay xấu, thích hay không thích, nếu chúng ta trở về với nguồn chơn. Còn nếu nghe mà liền chạy qua thích không thích, chính là vọng tâm, vọng tưởng của chính mình gá lên. Mình đã tạo tác nên. Thì thưa đại chúng, đó chính là chuyện giải thoát. Và tiếp theo là chuyện gì nữa? Chuyện hộ pháp. Chữ pháp ở đây chỉ cho tâm thanh tịnh, bất sanh, bất diệt. Còn chữ pháp chúng ta thường dùng là chỉ cho giáo lý của Đức Phật, hai nghĩa khác nhau. Vì vậy, giữ tâm thanh tịnh, không nhiễm sáu trần, gọi là hộ pháp. Đó, vậy hôm nay chúng ta biết hộ pháp chưa? Là giữ tâm thanh tịnh. Chữ hộ pháp này chúng ta thường tán thán hàng Phật tử đến chùa để hộ pháp. Hộ pháp là gì? Ủng hộ việc Phật sự. Rồi đôi khi quý sư làm cái gì đó thì cũng góp một bàn tay để cho cái việc sự tướng của Tam Bảo nó được thành tựu. Nhưng mà mình quên một ý nghĩa pháp rất là quan trọng. Pháp chính là tâm. Tâm thanh tịnh, cái tâm bất sanh bất diệt của chính mình quá giá trị và quá quý báu, thì mình lại quên. Hộ có nghĩa là ủng hộ, hộ trì, giữ gìn, mình lại quên cái chuyện quan trọng. Cho nên kết thúc, tạm kết thúc buổi sáng nay, cái giờ học ngắn ngủi, chúng ta nhớ hộ pháp, hộ trì cái bản tâm thanh tịnh sáng suốt của mình. Và cái tâm thanh tịnh đó nó có phải đóng khung, nó bất động, nó không hoạt động không? Không, nó rất là tích cực, tùy duyên. Tiếp xúc với cảnh mà không dính mắc, tiếp xúc với sáu trần một cách tự tại. Và xin kết thúc bằng bài kệ Thấy, Nghe, Hiểu, Biết. Xin mời đại chúng cùng đọc. Thấy, nghe, hiểu, biết không chướng ngại. Mỗi câu đọc 3 lần dùm. Thấy, nghe, hiểu, biết không chướng ngại. Và sư giáo thọ thế tôi đọc, quý vị cầm micro để đọc theo. Đọc lại lần thứ 3. Thấy, nghe, hiểu, biết không chướng ngại. Câu thứ 2. Tiếng mùi vị chạm thường tam mùi. Tiếng mùi vị chạm thường tam muội. Tiếng mùi vị chạm thường tam muội. Như chim trong không mặc tình bay. Như chim trong không mặc tình bay. Như chim trong không mặc tình bay. Không thủ không xả không thương ghét.
không thủ không xả không thương ghét, không thủ không xả không thương ghét. Nếu hội mỗi nơi vốn không tâm, nếu hội mỗi nơi vốn không tâm, nếu hội mỗi nơi vốn không tâm, mới được tên là quán tự tại, mới được tên là quán tự tại, mới được tên là quán tự tại. Bồ Tát Quán Tự Tại cũng là Bồ Tát Quan Thế Âm. Sở dĩ Ngài có thể từ bi độ tất cả chúng sanh vì cái nghe, cái hiểu của Ngài tự tại không dính mắc. Còn chúng ta đôi khi phát tâm lành trong gia đình cũng dính mắc và cũng phiền não, cũng đau khổ cho mình và cho người trong gia đình. Còn nếu là ni chúng, tuy chúng ta cũng là phát hạnh nguyện xuất trần để tiến tu và đủ duyên để giúp cho mọi người cùng tiến tu, nhưng bản thân mình tu sở dĩ kết quả chưa như ý vì mình chưa tự tại. Và cái chưa tự tại qua bài kệ này chính là chưa sống với cái tâm thể thanh tịnh mà bị dính mắc sáu trần. Thấy, nghe, hiểu biết có nghĩa là diệu dụng qua sáu căn. Mắt biết thấy, tai biết nghe, hiểu biết là của những cái căn khác. Làm sao không chướng ngại? Thấy đó, nghe đó, hiểu đó, hiểu biết đó, nhưng không chướng ngại, không dính mắc, không trụ vào tướng của các pháp. Tiếng, mùi, vị và sự xúc chạm, mình vẫn tiếp xúc trong tam muội, tức là định, chứ không bị loạn. Sẽ thiên định, mà đây chính là đại định, vì chúng ta định của tự tánh. Như chim trong không mặc tình bay, mấy huynh đệ thấy con chim bay như vậy chứ quý vị không biết nó cũng phải có định. Nếu nó không định thì nó bay lên, nó dính, mà nó không buông thì nó không thể rũ cánh để tiếp tục bay. Và ở nơi này, ở gốc cây đầy trái này mà nó dính mắc thì nó sẽ không thể bay chỗ khác, nó sẽ nằm tại đây và nó chết tại đây. Cho nên nó vẫn phải giải thoát, vẫn phải không trụ không chấp. Đó, ngay cái con chim vậy, mình nếu cũng có một cái thích của tự tại vô quái ngại của một người tỉnh sáng thì chúng ta cũng phải không trụ không chấp, phải buông xả. Không thủ không xả và cũng không thương không ghét. Nếu mà cứ bám vào cái thương, ô cô này tốt quá, rồi cái này không tốt đâu, chấp cứng như vậy thì không bao giờ được tự tại vô quái ngại. Không thủ không xả không thương ghét. Nếu hội hiểu được và hành trì được, mỗi nơi vốn vô tâm. Vô tâm, vô niệm, không vọng tưởng. Nếu hội mỗi nơi vốn vô tâm thì mới được tên là quán tự tại. Không phải mình muốn mình có cái danh vị là quán tự tại, mà mình mới hành trì được cái con người tỉnh sáng, chiếu soi luôn luôn tự tại. Chữ quán là quán chiếu bằng trí tuệ bát nhã, cái nhìn thấu đáo một cách tự tại vô quái ngại. Xin tặng đại chúng để kết thúc buổi học hôm nay, chúng ta nỗ lực tiến tu như thế. Con muốn hỏi cầm micro con, tại vì trong lớp mấy con nói mình kính nghe, nhưng giờ này trên Zoom cũng có một số mấy huynh đệ ở Virginia, cô Trúc Nhâm ở Tường Vân, cô Khánh Khánh Phước cũng đang ở Virginia, rồi Khánh Trí đang ở San Jose, vân vân, cũng có mặt trong Zoom trong lớp học. Mô Phật, kính bạch thầy, con là Trí Lực. Lúc khi nãy thầy nói là con chim nó đang bay, nó cũng có cái định, thì con xin con thấy là con người
người thì mình có giới rồi mới sanh định, nhân định mới phát tuệ. Như vậy con vật đó, nó không có giới mà nó có định. Như vậy một thời gian lâu dài nó có chuyển hóa, có tuệ hay không? Bạch Thầy, xin Thầy giải cho chúng con. Kính xin bắt chước chư Tổ nha. Hãy lo chuyện của mình trước, thì rồi sau đó mình sẽ hiểu chuyện con chim. Hỏi con chim có thành Phật hay không? Trước nhất coi mình có thành Phật không? Mình làm Phật được chưa? Rồi mình sẽ tự trả lời được câu đó nha. Chúng tôi dĩ nhiên đối với con chim, mình chỉ lấy được một cái khía cạnh nào đó trong cuộc sống của nó. Mình đang trình bày về cái chỗ không trụ, không chấp của con chim. Chứ mình chưa trình bày rằng nó có đạo lực, mà mình đang trình bày ở góc độ không trụ. Vì nếu trụ thì nó không thể có sự thay đổi. Không trụ, không chấp. Mình mượn thí dụ đó để nói chỗ không trụ, không chấp. Để mình cũng không trụ, không chấp. Để tâm mình mới thênh thang. Thì mỗi cái thí dụ nó sẽ đáp ứng một cái góc độ nhỏ. Còn riêng một câu hỏi lớn, những con vật có thành Phật được không? Có. Nhưng dĩ nhiên cũng phải nỗ lực. Nó giống như tất cả chúng ta đều có thể thành Phật, nhưng phải nỗ lực. Sẵn có mà không nỗ lực thì cũng không thành tựu được tốt đẹp. Chúng tôi xin cảm ơn câu hỏi của đại chúng và xin mời cùng niệm Phật, xin hồi hướng kết thúc buổi học hôm nay và chúc đại chúng cố gắng. Chúng ta tin rằng gieo một hạt giống thì từ hạt giống đó sẽ thành tựu tốt đẹp. Và hạt giống đang gieo chính là đại định, sống với chân tâm hằng tỉnh sáng. Chúng ta nuôi dưỡng cái đạo lực này. Trong khi có duyên về khóa tu kỷ niệm Thiền viện Vô Ưu 19 tuổi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh thành Phật đạo. Không lìa sự khổ đau, ung dung ngay chính trong phiền não. Cực lạc đâu nào tách thế gian, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, giữ tâm thanh tịnh trong mọi cảnh. Tâm tịnh làm sao cảnh chẳng an, an nguy cũng đều do tâm cả. Đừng đổ thừa hay trách cứ ai, hãy trách tâm mình chưa tỉnh thức. Ngày đêm mãi giang gắng công tu,
an lạc không lìa sự khổ đau. Khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát, an lạc là đây ở điểm này. Khổ đau ung dung ngay chính trong phiền não, cực lạc đâu nào tách thế gian. Khổ đau ấy chính là an lạc, an lạc không lìa sự khổ đau. Giữ tâm thanh tịnh trong mọi cảnh, tâm tịnh làm sao cảnh chẳng an. An nguy cũng đều do tâm cả. Đừng đổ thừa hay trách cứ ai, hãy trách tâm mình chưa tỉnh thức. Ngày đêm hãy gắng gắng công tu. Khổ đau ấy chính là an lạc, an lạc không lìa sự khổ đau. Khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát, an lạc là đây ở điểm này. An lạc là đây.